Thì đầu tiên ấy, anh sử dụng phác đồ như sau này. Anh lấy cho tôi cái vaccine NDIB, anh pha chung với vaccine INT nhé. Bây giờ tôi đánh bao vây để giúp cho anh điều trị cái bệnh hen ngáp trên gà. Tại vì lúc nãy tôi có nói với anh là nó có thể bị IB, có thể bị INT, có thể bị ORT đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đánh bao vây. Anh mua cho tôi một nọ vaccine Newcastle IB của Mỹ, của châu Âu thì càng tốt. Thứ hai là anh mua cho tôi một nọ vaccine INT. Anh đem hai cái nọ vaccine anh quấy, anh pha lại với nhau. Và anh lấy một cái lọ nước pha của bên công ty Big Boss ấy. Ở đây xem tôi xem ở đây có không nè. Có một cái lọ lọ nước pha của công ty Big Boss, tên của nó là đây này. Anh nhìn này, tên của nọ nước pha Big Boss là Diverol này, được chưa? Anh về anh đem hai cái chai vaccine đấy, pha chung với cái Diverol này, anh nhỏ vào hai mắt. Với con gà trên 1 cân thì anh nhỏ hai mắt, còn nếu con gà dưới 1 cân thì anh nhỏ một mắt thôi. Và sau khi nhỏ xong thì anh dùng cái bộ KS này 1.000 này, anh tiêm cho tôi một mũi để cho con gà nó ăn trở lại bình thường. Và bắt đầu ngày thứ hai, thứ ba, thứ bốn anh có thể sử dụng thuốc theo cái chỉ dẫn. Ví dụ như là nếu mà nó thiên về hướng mà nó bị ORT ấy, ORT với Econi kéo màng, thì anh có thể dùng Cefadox cộng với Alpha-Flu nhá. Cefadox cộng với Alpha-Flu 200 này. Nhưng mà nếu mà nó sẽ thiên về con CRD ấy, thì anh dùng Cefadox với Alpha-Flu nó lại không hiệu quả. Nếu mà nó thiên về CRD thì anh lại phải dùng công thức như thế này. Tức là mỗi một bệnh, mỗi một phác đồ nó sẽ khác nhau, không bao giờ nó chung được nhá. Ví dụ nếu mà nó bị con CRD thì anh dùng kháng sinh đại thực bào là Ticosin S250 và Alpha-Flu nhá. Sau khi tiêm xong nhỏ mắt vaccine xong này thì mình sẽ tiêm bộ KS 1.000 nếu mà trường hợp con gà nó bỏ ăn nhé. Còn nếu không bỏ ăn anh chỉ cần nhỏ thuốc, nhỏ vaccine vào mắt, sau đấy thì anh cho thuốc uống là được rồi. Trong trường hợp nó thiên về bệnh CRD thì mình sẽ dùng Ticosin S250 cộng với Alpha-Flu. Còn trường hợp mà nó thiên về bệnh ORT kết hợp với bệnh coryza và kết hợp với bệnh Econi kéo màng thì mình sẽ dùng cái bộ là Cevadoc cộng với Alpha-Flu nhá. Vì mỗi một thuốc nó sẽ có tác dụng riêng, mỗi một thuốc nó sẽ có tác dụng riêng. Ngoài ra sau khi mà anh điều trị xong cái ca này ấy, để mà con gà nó phục hồi nó lớn ấy, thì anh biết là ở bên công ty Big Boss nó có một cái sản phẩm đây này. Cái sản phẩm của công ty Big Boss tên của nó là vỗ béo siêu tốc nhá. Thì cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ dịch giun này, dịch giun quế này, kết hợp với là dịch chiết cá ngừ này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm cực kỳ mạnh để giúp cho các bạn phục hồi đàn gà sau khi điều trị kháng sinh này, là một. Này thứ hai là giúp cho con gà nó lớn nhanh, đúng không, lớn nhanh và mau bán. Chúng tôi cam kết rằng tất cả những sản phẩm của công ty Big Boss, nếu mà các bạn có phát hiện ra trong đấy nó có chất cấm lưu hành nhá, chất cấm ví dụ như sutamol hay là hormone ấy, tăng trưởng ấy, thì công ty Big Boss sẽ đền cho các bạn 100 triệu trên một sản phẩm. Đây là điều cam kết khắp nước Việt Nam, để các bạn biết rằng là cái thuốc của chúng tôi, tất cả những thuốc sản phẩm mà siêu vỗ béo, rồi những sản phẩm cốm nhân sâm siêu tăng trưởng, và tất cả những sản phẩm tuyệt vời để dùng để giúp cho gà nó mau lớn ấy, thì các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng của nó, và nó không chứa hormone sinh sản nhá. Ngoài ra còn các bạn để ý này, ở trên thị trường hiện tại bây giờ là bên công ty Big Boss còn có một cái sản phẩm này, tên của nó là khắc tinh của đầu đen nhá. Các bạn nhìn này. Trong tôi phân tích luôn ở đây cho các bạn nhìn nhìn cái ca bệnh này nhá. Tức là trong cái trường hợp mà con gà của chúng ta ấy, nó bị bệnh đầu đen ấy, các bạn nhìn này. Trong trường hợp nó bị bệnh đầu đen này, được chưa? Trong trường hợp con gà nó bị đầu đen như thế này thì các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Cái bệnh đầu đen như này thì ở trên gan của nó xuất hiện những cái lốt hoa cúc đây này, nó xuất hiện những lốt hoa cúc này. Cái này nó do con giun kim ấy. Tên bệnh này gọi là bệnh histomonad, nhưng mà nó do con giun kim, vài con giun nó gây ra, nên là bên công ty Big Boss ra một cái dòng sản phẩm lên, tên của nó là khắc tinh đầu đen nha các bạn nhé. Cái bệnh này là bệnh đầu đen trên gà này, đúng không? Cái gan như vậy thì mình sẽ sử dụng cái bộ sản phẩm là khắc tinh đầu đen để mình điều trị cho nó hiệu quả nhé. Khi mà con gà nó bị bệnh đầu đen, được chưa? Khi con gà bị bệnh đầu đen thì các bạn dùng khắc tinh đầu đen để các bạn điều trị. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường có rất nhiều dòng thuốc khác nhau, ví dụ sulfamolo hay là dòng gì đấy tôi không biết, nhưng ở đây có khắc tinh đầu đen nhá. Thì khi mà các bạn muốn mua sản phẩm của công ty Big Boss thì các bạn để ý là ở đây nó có cái logo Big Boss như hình vương niệm nha, thì đây là sản phẩm của công ty Big Boss. Còn lại ngoài ra các bạn để ý là ở trên thị trường nó có nhiều thuốc, nhưng mà cái tiêu chuẩn GMP WHO này nhá, tiêu chuẩn GMP WHO đây là một trong những tiêu chuẩn vô cùng quan trọng để tạo ra những sản phẩm vô cùng tuyệt vời như này. Ngoài ra một số sản phẩm của công ty Big Boss thì các bạn để ý này, nó có thêm cái nhãn là hàng Việt Nam chất lượng cao nhé, với một số sản phẩm. Ví dụ như là trong trường hợp mà con gà nó bị ORT ấy, thì các bạn tiêm cái bộ tiêm KS 1.000 này cũng được này.
Không thì các bạn vẫn sử dụng cái phác đồ cũ này, các bạn dùng cái Sepmax cộng với cái Dipiro này cho tôi nhá. Thì đây là một trong những cái bộ thuốc mà cực kỳ mạnh hiện tại bây giờ tôi đang vẫn đang sử dụng đấy. Còn cái tỷ lệ mà khi mà đưa ra điều trị nhá, cái tỷ lệ khi mà đưa ra điều trị ấy, thì là nó là 80-20, đấy là một điều hết sức là bình thường. Và tôi mong muốn rằng là khi mà các bạn chuẩn đoán bệnh, các bạn áp sát bệnh càng chính xác bao nhiêu, càng chuẩn bao nhiêu thì cái hiệu quả điều trị nó càng cao bấy nhiêu. Còn nếu mà các bạn chẩn đoán bệnh mà nó chỉ tương đối thôi và nó không đúng ấy, hoặc là nó không được sát, nó kế phát sang khoảng 2-3 thứ bệnh nhưng mà mình chỉ biết 1-2 bệnh thôi ấy, thì có thể nó sẽ gây nên cái tổn thất nghiêm trọng cho các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ chiếu một vài cái bức ảnh, tôi sẽ chiếu một vài bức ảnh để các bạn các bạn có thể nhìn, các bạn có thể nhìn qua nhé. Tôi sẽ chiếu một vài bức ảnh để các bạn có thể nhìn qua. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một số ca bệnh ở trên gia cầm nhé, để trước khi mà tôi nhảy vào tôi trả lời các câu hỏi của anh em ở trong cái live stream này. Thì đầu tiên một cái bức ảnh ở bên này tôi đang chiếu cho các bạn xem đây. Đây là triệu chứng điển hình của bệnh đầu đen ở trên da cầm nhá. Thì đầu đen trên da cầm lúc nãy tôi nói rồi, đầu đen trên da cầm thì mình sẽ dùng thuốc là khắc tinh đầu đen nhá. Đầu đen trên da cầm mình sẽ dùng khắc tinh của đầu đen để mình điều trị. Tôi chiếu lại này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn một chút nhá. Là đầu đen trên da cầm, đầu đen trên da cầm này mình sẽ dùng thuốc là khắc tinh đầu đen để mình điều trị nó cho nó dứt điểm nhá. Khắc tinh đầu đen của công ty Big Boss, đây là một trong những thuốc mà chuyên để điều trị bệnh đầu đen trên da cầm, khiến cho đầu đen trên da cầm không còn là nỗi lo của tất cả các trang trại chăn nuôi nữa. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng ưu việt sản xuất ra chỉ để điều trị bệnh đầu đen trên da cầm thôi. Đấy là cái hình ảnh số 1 mà tôi muốn chiếu cho các bạn. Tiếp theo này. Tiếp theo đến cái hình ảnh số 2 này. Hình ảnh số 2 ở đây. Đây là cái gan của da đầu đen là tôi không nói rồi. Đấy các bạn nhìn theo. Nó có rất nhiều cái ảnh nó rất là khoai không? Tiếp tục này. Cái triệu chứng này này, trước đây với cái ca này ấy, thì tôi lúc đầu tiên tôi cũng nghĩ rằng là cái gan này nó bị thương hàn, nhưng mà tuy nhiên ấy, sau khi đi đem đi xét nghiệm ở bên trung tâm chẩn đoán thú y quốc gia ấy, thì cái triệu chứng của cái đàn gà này nó bị leuco anh em nhé, nó bị leuco virus, nên là cái gan chỉ có cái lách nó có biểu hiện trắng như thế này thôi, còn lại cái lách nó biểu hiện trắng trắng sâm sâm như này thôi, còn lại cái gan của nó ấy, thì tôi thấy cũng có hiện tượng của leuco nên nó cũng mặt trắng này, tuy nhiên là nó không có sự rõ ràng, nhưng mà sau khi đi xét nghiệm ấy, xét nghiệm ra thì nó là bệnh leuco nhé. Ok, tiếp tục này. Một bức ảnh khác này, đây trong cái trường hợp này là các bạn nhìn thấy trên gan nó nổi u hạch đúng không, và các cái u hạch này nó không nằm thành thành dải mà nó nằm riêng biệt, nó có cái sự nó có những cái phần mà nó cách biệt nhau nhá. Thì cái trường hợp này nó gọi là Marek trên gà này các bạn nhá. Nhìn này, đây là cái triệu chứng là cái ổ của Marek trên gà. Rồi ok, tiếp tục này. Đây Marek trên gà đấy các bạn nhìn này, Marek trên gà. Ok, tôi có những bức hình vô cùng đẹp đúng không các bạn. Rồi đây cái trường hợp này á, trường hợp này là bệnh Ekuni kéo màng này, các bạn nhìn thấy không, cái tim của nó bị bao trắng luôn, bao trắng luôn. Đây là một trong những triệu chứng của Ekuni kéo màng. Rồi, ok, tiếp tục bức ảnh khác này. Cái triệu chứng này thì các bạn biết rồi đúng không, đây là người ta gọi là CCRD, là cái bệnh người ta gọi là Mycoplasma gammaecula gammaecoli đúng không. Triệu chứng như sau này, các bạn nhìn đây, tôi phân tích một chút này. Với cái trường hợp mà các bạn mổ khám ra ấy, mà cái túi khí ở trước ngực này nó bị fibrin thì đấy là CRD, kết hợp với cái hiện tượng cái màng tim, cái tim của nó bị bọc bởi một lớp màng trắng như thế này, cái tim của nó bọc màng trắng này, thì đây là triệu chứng của Ekuli. Tiếp tục này, trên bề mặt gan nó xuất hiện cái bựa trắng nó phủ trên gan thì đây là hiện tượng của đây là cái hiện tượng Salmonella nhé. Đây là hiện tượng của Salmonella. Thì các bạn cần phải biết chính xác nó là bệnh gì thì mình điều trị mới được đúng không? Trong cái trường hợp mà nó bị Ekuni kéo màng như thế này thì tôi chẩn đoán nó sang là CCRD ghép với là Ekuli ghép với Salmonella. Thì cái phác đồ điều trị bệnh CCRD là Mycoplasma ghép Ekuli ghép Salmonella thì điều trị như thế nào? Đầu tiên ấy, các bạn để ý cho tôi là trong cái trường hợp này là con gà nó không bị nhiễm virus, nó chỉ bị vi khuẩn đúng không? Thì mình sẽ dùng một cái bộ thuốc như sau. Các bạn có thể dùng cái bộ tiêm KS1000 này, mình tiêm mũi đầu tiên để cho con gà nó ăn uống trở lại bình thường. Tại vì tôi biết rằng là nếu mà trong cái trường hợp mà con gà nó bị viêm nặng như thế này thì chắc chắn nó không ăn uống rồi, thì mình dùng cái này mình tiêm mũi số 1 để cho con gà nó ăn uống trở lại bình thường.
Sau đấy mình có thể sử dụng cái cặp tiêm là Gentilo kết hợp với là Dipyron kết hợp với Lanspecti, mình tiêm mũi 2 cũng được. Hoặc là các bạn có thể đảo lại là mình đưa cái Lancospec này, các bạn sẽ đảo lại như sau này. À, các bạn có thể đảo lại công thức như sau cũng được này. Các bạn đảo lại công thức như sau nhé. Là mình sẽ có thể tiêm hai công thức. Một đấy là đầu tiên, tôi nói lại này, tại vì tự nhiên nó mất sóng não. Ok nhá. Với trường hợp mà con gà nó bị CCRD này, nó gọi là Mycoplasma kết hợp với E. coli kết hợp với Salmonella, thì mũi đầu tiên có thể kể cả nó nhiễm cả bệnh ORT nữa, thì mũi đầu tiên các bạn sẽ tiêm cho tôi là Lancospec này kết hợp với Gentatino kết hợp với Dipyron, mình sẽ tiêm mũi 1. Sau đấy đến mũi số 2, mình sẽ dùng bộ tiêm KS1000 này, mình tiêm mũi số 2, mình tiêm ngày thứ hai nhá, tại vì cái ca gà như thế này nó gọi là ca cấp độ xe rùa, nó quá nặng rồi, thì mình sẽ tiêm cái bộ này là mũi 1 này, và mình tiêm nhắc lại cái này mũi 2. Và sau khi mình tiêm nhắc lại mũi 2 ấy, thì các bạn nhớ rằng để mà mình điều trị dứt điểm bị CCRD thì ở trên con gà nó bị nhiễm Mycoplasma, thì mình dùng cái Picosin S250 này, nó là một trong những cái kháng sinh đại thử bào cực mạnh để điều trị Mycoplasma. Khi các bạn kết hợp với cái Aflu 200 này, Aflu 200 này nó có tác dụng là tiêu diệt bệnh Salmonella và bệnh E. coli. Các bạn này thấy không? Picosin S250 này mà kết hợp với Aflu này, nó sẽ tạo thành một cặp bài trùng cực kỳ mạnh để điều trị bệnh CCRD. Mà tôi vừa dùng cái bộ này để tôi điều trị bệnh CCRD, tôi vừa dùng để chắn hen đấy. Các bạn nhìn thấy cái công thức chắn hen của Xuân Trịnh, tại sao tất cả những đàn gà mà tôi tư vấn cho các trang trại nuôi ấy, thường thường là không bao giờ nó bị hen, tại vì tôi đã sử dụng cái phác đồ là kháng sinh đại thực bào kết hợp với Aflu để chắn hen rồi. Ok, tiếp tục này, tiếp tục một cái hình khác này. Đây các bạn nhìn thấy không, trong cái trường hợp này ấy, thì các bạn nhìn thấy là cái bữa trắng nó phủ khắp gan này rồi, ok rồi nhá. Tiếp tục là cái fibrin nó bao khắp tim này, thì gọi là E. coli kéo màng, nhưng mà cái túi khí ngực tôi không nhìn thấy đây, nhưng mà lại để con này hôm trước là tôi chẩn đoán nó bị CCRD nhá, chỉ không phải là bị E. coli kéo màng đâu. Rồi, ở đây nếu mà ngã ba khí quản này mà nó bị đỏ ấy, thì nó là bị IB đúng không? Nhưng đấy ngã ba khí quản rất trắng, nên là con gà này, thứ nhất là cái giải hạch màng treo cổ này, tôi nhìn thấy là nó trắng, nó bình thường, nên là không có sự xâm nhiễm của virus. Thứ hai là khí quản bình thường thì không có sự xâm nhiễm virus nhá. Nên là nó chỉ bị E. coli kéo màng kết hợp với là Mycoplasma kết hợp với là Salmonella thôi. Ok. Còn cái trường hợp cái ruột như thế này thì các bạn phân tích tiếp theo này. Trong cái trường hợp cái ruột của con gà nó như thế này thì các bạn nhìn theo trường hợp cái ruột nó phồng như là cái ngón tay này, đây là một trong những triệu chứng của bệnh bệnh liên quan đến triệu chứng liên quan đến bệnh viêm ruột hoại tử. Thì với cái trường hợp này thì các bạn nhìn thấy là con gà nó bị viêm, thứ nhất là cái đoạn mà ruột trong mà trắng nhìn xuyên qua này, đây là một trong những triệu chứng của thương hàn với E. coli. Cái thứ hai là cái fibrin nó phủ khắp cơ quan nội tạng này, đây là triệu chứng điển hình của cái bệnh là E. coli với Salmonella đúng không? Tiếp tục này, với cái đoạn mà ruột nó bị căng phồng như ngón tay này, đây là gọi là viêm ruột hoại tử. Thì làm cách nào để chúng ta có thể điều trị dứt điểm cái bệnh liên quan đến cái hình ảnh mà tôi đang chiếu cho các bạn xem, giống như là một cái chiến trường kinh khủng khiếp này đúng không? Một cái chiến trường kinh khủng khiếp này. Thì hiện tại bây giờ công ty thuốc gì Big Mod và Xuân Trịnh cho ra đời một cái dòng sản phẩm. Cái dòng sản phẩm này tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ hiếm kiếm được ở Việt Nam. Đó chính là để mà điều trị cái bệnh ruột tổng hợp giữa viêm ruột hoại tử này, Salmonella, E. coli này và CCRD kéo màng, thì chúng ta sẽ dùng phác đồ như sau. Đầu tiên các bạn nhớ là ở bên công ty Big Boss nó có cái sản phẩm là tên của nó là Colisun đúng không? Colisun này nó có tác dụng là đặc trị viêm ruột hoại tử. Tại sao Colisun này nó lại điều trị được đặc trị viêm ruột hoại tử? Tại vì rất đơn giản. Các bạn nhìn thấy ở đây cái thành phần của Colisun này nó bao gồm có 3 thành phần. Số 1 là colistin hàm lượng 20%, thứ hai là sulfadimedine là 200g và tá dược đặc biệt của nó là BMD 10%. Tức là cái sản phẩm Colisun này nó có hàm lượng là 50%, nên nó rất khó tan ở trong nước. Các bạn nhớ đó là Colisun này nó sẽ rất khó tan ở trong nước vì hàm lượng nó khá cao. Nên là trong cái trường hợp mà cái ruột của con gà nó bị cái triệu chứng là xe rùa như thế này, viêm ruột hoại tử kết hợp với E. coli Salmonella kết hợp với fibrin này, thì cái việc mà các bạn sử dụng cái Colisun này về các bạn trộn cho nó ăn để nó tiêu diệt hoàn toàn cái mầm bệnh này là một trong những điều là cực kỳ cần thiết để giúp cho các bạn bảo vệ đàn vật nuôi. Tuy nhiên nếu mà con gà nó có sự lưu hành của CRD thì các bạn nhớ đừng quên kháng sinh đại thực bào mà tôi nói với các bạn là Picosin S250 nhá. Thì Picosin S250 nếu mà kết hợp với Colisun này thì tôi nghĩ rằng là trong
không bao giờ có đối thủ. Nếu mà dùng bộ này nữa mà không khỏi nữa thì chắc chắn là con gà của bạn chỉ có xe rùa thôi, không bao giờ đi được xe máy để ra chợ đâu nhá. Rồi ok, tiếp tục này, chúng ta tiếp tục phân tích cái bức ảnh khác này. Tại vì bây giờ nó sắp đến 9 giờ, nó sắp đến giờ để tôi đào tạo kinh doanh online thực chiến rồi, nên là tôi nói nhanh với các bạn thôi. Ok rồi, tiếp tục này. Đây là một trong những cái triệu chứng vẫn là của viêm ruột hoại tử, đúng không? Các bạn nhìn thấy nó giống như là dồi lợn đâu, đúng không? Trong trường hợp bị viêm ruột hoại tử kiểu như thế này thì các bạn nhớ nhá, đặc trị viêm ruột hoại tử Colisun. Đặc trị viêm ruột hoại tử Colisun đặc trị viêm ruột hoại tử với 3 thành phần hàm lượng 50% để điều trị dứt điểm bệnh gọi là lòng ruột, ruột nọ ruột già trên lợn, trên gà như thế này, đúng không? Những cái bức ảnh này những bức ảnh khá đẹp và tôi trực tiếp mổ khám nhá, tôi trực tiếp mổ khám để có những cái bức ảnh đẹp tuyệt vời như thế này. Nên là các bạn cứ chia sẻ đi, nếu mà bạn nào mà có những cái bức ảnh đẹp các bạn có thể gửi về cho Xuân Trịnh để tôi làm tài liệu để sau này tôi giảng bài cho những người khác nhá. Rồi, ok đấy, các bạn nhìn thấy không? Viêm ruột hoại tử hết sức là trầm trọng, đúng không? Thì nếu với trường hợp viêm ruột hoại tử này thì Colisun đây là một trong những giải pháp cần thiết để giúp cho các bạn có thể ấy nhá, giúp cho các bạn có thể kiểm soát được mầm bệnh trên đàn gà. Rồi ok, tiếp theo này. Ở đây cũng vẫn viêm ruột hoại tử. Đây các bạn nhìn thấy không? Với cái ca bệnh nó nặng như thế này này. Thì lúc nãy tôi có nói với các bạn đấy, cái ca bệnh mà lúc nãy tôi chiếu đấy thì nó vừa bị E. coli kéo màng này, vừa bị viêm ruột hoại tử này, vừa bị Salmonella này, được chưa? Đây là bao gồm 3 thứ bệnh kinh khủng khiếp như thế này. Và đương nhiên là khi mà nó bị 3 thứ bệnh khủng khiếp như này thì các bạn dùng Colisun là hợp lý rồi. Ok, tiếp tục này. Đây là một trong những cái triệu chứng của bệnh Mycoplasma. Thì tôi vẫn nói với các bạn là trong cái trường hợp mà con Mycoplasma nó đến nó định vào, nó đính đến nó đính vào túi khí như thế này thì con gà của chúng ta nó sẽ có hiện tượng hen khẹt. Và nếu mà các bạn sử dụng cái kháng sinh mà đi vào mạch máu ấy thì nó sẽ không đến được những cái con Mycoplasma nó nằm ở bên ngoài, nó sẽ nằm ở bên ngoài túi khí như thế này đâu. Nên là các bạn phải sử dụng kháng sinh đại thực bào, tên của nó là Ticosin S250 nhá. Kháng sinh đại thực bào Ticosin S250 có tác dụng là tiêu diệt tất cả các mầm bệnh liên quan đến Mycoplasma mà ở trên túi khí khi mà không có mạch máu đến. Đây các bạn nhìn đây, nếu mà nó có mạch máu như thế này ấy, mạch máu như thế này đến thì đương nhiên là con gà nó đã bị viêm viêm khí quản rất nặng rồi, đúng không? Thì lúc đấy những cái kháng sinh như Floridoxin mới có hiệu quả. Nhưng mà trong trường hợp mà nó mới đến nó đính vào túi khí như thế này thôi nó đến nó đính vào túi khí như thế này thôi và túi khí nó còn trong, nó có mạch máu như này thì cái Floridoxin không có tác dụng, thì phải là Ticosin S250 kháng sinh đại thực bào thì mới có tác dụng nhá. Rồi ok, đây là một cái hình ảnh mà người ta bảo rằng đây là hình ảnh để chỉ rằng cái Mycoplasma nó truyền dọc từ gà bố mẹ sang trứng và sang gà con. Nên con gà con lúc 1 ngày tuổi mà một lúc con gà con lúc 1 ngày tuổi đưa về nhá, bản thân nó đã nhiễm Mycoplasma rồi. Nên là cái việc mà túi khí nó còn trong ấy, các bạn dùng Floridoxin các bạn không chống được đâu những người bạn tuyệt vời ạ. Thì các bạn sẽ dùng là Ticosin S250 cộng với Aflu nhá, kháng sinh đại thực bào kết hợp với Aflu để các bạn chắn hen giai đoạn lúc 2 đến 3 đến 4 ngày tuổi để giúp cho các bạn có thể kiểm soát được mầm bệnh Mycoplasma ở trên gia cầm lúc 1 ngày tuổi. Rồi ok, hôm nay kiến thức cũng khá nhiều rồi và bây giờ tôi lại phải chuyển sang bên đào tạo kinh doanh online rồi, nên khả năng là không trả lời được câu hỏi của các bạn rồi. Thì bây giờ tôi sẽ điểm qua câu hỏi, tôi trả lời 5 phút thôi nhá, tôi trả lời nhanh 5 phút câu hỏi của các bạn để cho các bạn có cái công thức để điều trị nhá, còn không thì tí nữa các bạn copy cái câu hỏi này nhắn tin vào trong Zalo của tôi. Thứ nhất là câu hỏi của anh Công Bùi, anh Công Bùi hỏi là mua thuốc ở Hải Dương thì Hải Dương không có thuốc đâu. Bây giờ một, anh nhắn tin cho Xuân Trịnh số điện thoại 0977809555 thì tôi sẽ cho trợ lý của tôi ship thuốc cho anh tận nhà. Cái thứ hai là anh có thể liên hệ với bất kỳ một đại lý nào của công ty thuốc thứ Big Boss ở khắp Việt Nam, họ cũng sẽ chuyển thuốc tận nhà cho anh. Rồi ok, rồi tiếp tục anh Thực Trường hỏi là phòng Ticosin cộng Aflu cho gà thì phòng mấy ngày và ngày bao nhiêu thì phòng lại ạ? Thì đầu tiên lúc nãy tôi nói rồi, nếu mà bạn dùng Ticosin S250 kết em Ticosin S250 kết hợp bên Aflu nhé, Ticosin S250 kết hợp bên Aflu này 200 để phòng con gà lúc 2, 3 đến 4 ngày tuổi, và sau đấy thì các bạn lại dùng cho tôi cái Ticosin cộng với Aflu lúc 23, 24, 25 ngày tuổi, chỉ cần như thế thôi thì con gà của bạn nó sẽ không bị hen nhá. Rồi cảm ơn anh Thực Trường rất nhiều, cảm ơn anh em đã chia sẻ cái live stream của Xuân Trịnh. Ok rồi, tiếp theo anh Vũ Tuấn hỏi tôi rằng chào anh cho em biết tên thuốc và phác đồ điều trị Glasser trên heo. Thì tôi nói nhanh nhá, khi mà con heo nó bị Glasser ấy, thì triệu chứng của nó là lông xù này,
chân voi này ăn đến lúc chết, được chưa? Và bụng nó cứ thở hip hop nó bất thường. Thì việc đầu tiên, những con nào bỏ ăn xương khớp thì anh tiêm một mũi duy nhất xếp mắc cộng Dipyron thôi. Nhớ, một mũi duy nhất xếp mắc cộng Dipyron thì con heo nó sẽ ăn trở lại bình thường. Sau khi con heo nó ăn trở lại bình thường ấy, con heo nó ăn trở lại bình thường thì anh cho dùng thuốc như thế nào? Anh lấy cho tôi cái Cevadoc này, anh về anh mua cho tôi thêm một cái lọ Dexamethasone ấy, anh đổ cái lọ Dexamethasone đấy trộn chung với Cevadoc này, trộn vào cám cho nó ăn. Thì khoảng một tuần sau thì con lợn nó giãn lông ra, lông nó không xù như sâu róm nữa, là nó sẽ trở lại bình thường nhá. Lông nó không xù như sâu róm nữa, sẽ trở lại bình thường. Rồi ok, cảm ơn anh Vũ Tuấn nha, đã hỏi một câu hỏi tuyệt vời. Tiếp theo anh cảm ơn anh Xuân này, cảm ơn chị Sâm Nguyễn này. Rồi cảm ơn anh Thịnh Hiếu, Huyền Thu này. Rồi ok, thực trường trả lời rồi đúng không? Ok rồi, có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều. Rồi Huyền Thu rõ nét rồi, cảm ơn. Rồi. Ok rồi, có không có câu hỏi nữa nhá. Rồi. Cho em hỏi địa chỉ mua thuốc ở Hải Dương thì lúc nãy tôi nói rồi nhá, anh Công Bùi nhá, không có địa chỉ mua thuốc ở Hải Dương. Hải Dương chưa có ông nào bán hàng. Rồi ok này, rồi không có, có rất có những câu hỏi nhưng mà câu hỏi của anh Nghiêm Hùng là anh Trịnh cho em hỏi sách bệnh trên lợn không? Có rất nhiều sách nhá. Thì nhắn tin qua Zalo cho tôi thì tôi tặng anh một ít sách. Rồi ok. Ok, anh Teji Trần hỏi rằng anh ơi, lợn tháng rưỡi bị khớp chân to chân bé có phải Glasser không ạ? Chưa chắc, nếu mà Glasser ấy thì nó phải cả lông xù nó sưng khớp, còn nó sưng một khớp thì có thể nó bị liên cầu khuẩn nhá. Rồi ok, cảm ơn anh em đã hỏi nhá. Rồi ok, được rồi. Hôm nay bây giờ 9:03 rồi, Xuân Trịnh phải chuyển sang làm cái live stream đào tạo kinh doanh online thực chiến, nên là nếu mà anh em nào nhá mà muốn nghe tiếp live stream của Xuân Trịnh về đào tạo kinh doanh online thực chiến ấy thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái live stream sau nhá. Cái live stream sau kết thúc cái live stream này tôi sẽ chuyển sang cái live stream mà đào tạo kinh doanh online thực chiến ở trên page là ở trên page là gì nhỉ? Để tôi xem cái page mà tôi sẽ lên live stream ít phút nữa nhá, để tôi xem ở đây này. Thứ nhất, trước khi kết thúc cái live stream này thì các bạn bạn nào mà muốn nhận sách của Xuân Trịnh nhá,